Charlie, Charlie, nếu bạn tồn tại, bạn có thể cho tôi một tín hiệu được không? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhóm Godhub sẽ thực hiện một video về trò chơi tâm linh. Thì cái trò chơi này á, tụi mình đã bị fail hết một lần rồi. Đó là ở trong cái video 6 cách gặp ma, đúng không? Thì tụi mình sẽ thực hiện lại cái video này. Các bạn biết vì sao lại thực hiện video này không? Tại vì Linh nó vô tình nó xem được một cái video ở trên mạng. Mày xem đâu mày? Nó nói với mình á, là cái cách hướng dẫn của cái video đó nó khá là thật. Cho nên rất là thật, tao xem mà tao không thấy nó cắt ghép gì hết á, nó rất là, nói chung là rất là chân thật, không có ảo. Thì mình cũng không biết cái độ chân thật của nó như thế nào nữa, cho nên hôm nay nhóm của tụi mình sẽ quyết định thực hiện lại cái video này. Và cái trò chơi đó có tên là Charlie Charlie. Ok, tên là Charlie Charlie nha. Rồi, bây giờ nhóm của tụi mình bắt tay vào thực hiện cái trò chơi này luôn. Ok. Khoan. Các bạn nhớ like, share và comment ý kiến của các bạn bên dưới nha. Nếu như các bạn thích team tụi mình thì nhớ bấm chuông nha. Ok, rồi. Để nhận được rất là nhiều video mới. Ok. Ok. Rồi, bây giờ nhóm của tụi mình thực hiện cái trò chơi Charlie Charlie này luôn. Và tụi mình đã chuẩn bị sẵn đây, các bạn có thấy không? Nè. Một cái tờ giấy có ghi là có không. Và cái quan trọng nhất đó chính là hai cái cây bút chì. Ok, thấy chưa? Đây, hai cây bút chì nha. Và hai cây bút chì này mình sẽ đặt theo cái chiều như thế này nè. Đó, theo đúng chiều nha. Rồi, ở cái cách của cái video đó nó hướng dẫn á, là mình phải có bốn cái cây đèn cầy ở bốn góc của cái bàn, cái bàn này gọi là gì mày? Bàn chơi. Ở cái bảng chơi đi. Rồi. À, bây giờ tụi mình sẽ thử thực hiện cái trò chơi này để xem coi liệu cái video đó nó có thật hay không. Mà mày thấy tin lắm đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi, tắt. Tụi mình làm đây. À quên, tắt đèn. Ừ, có làm lúc 3 giờ sáng nha. Tại đây tụi nó không kể. Bây giờ là mấy giờ mày? 3 sáng không? 3 giờ 14 phút nè, các bạn thấy không? Đó, thấy con thộn không nè, đó. Rồi, tắt đèn gì? Tắt đèn. Tối thui luôn, bật đèn cày lên. Rồi, tao sẽ là người giữ thăng bằng ngang tay. Tao ngồi giữa, tao xử lý được chơi cho. Ê, vậy tao luôn. Mày ngồi đó, rồi. Tao ngồi đây. Chưa. Sao tự nhiên nó nhít dữ vậy? Từ. Tranh khó. Tự nhiên nó không được, nó không làm, nó không chịu nằm giữa nữa. Rồi được chưa? Bảo đang tới. Nhìn nó ngoài ghê quá. Ngoài sáng mà. À quên. À mình quên nói với tất cả các bạn là nhóm của tụi mình đã mướn được một cái căn nhà khá là rẻ. Một cái giá lúc mà tôi vô tôi hỏi cái ông chủ á, cho nó cái giá là tao đồng ý liền luôn. Rẻ như là kiểu giống như là cho mày luôn cái nhà ấy. Không, mà thường nhà mà rẻ là nhà có ma đó ba. Thì đó, bây giờ mình mới thử cái coi thử em ở sao không. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện nha. Rồi. Mày dựng cái băng bên đi, còn mình ngồi chơi chứ sao cầm được. Thôi nhưng mà tao cầm nó. Coi cầm luôn đi, cầm luôn cho nó hay. Rồi. Ok. Bây giờ mình bắt đầu chơi ha. Thì mình sẽ hỏi trước. Lần bữa bị thất bại rồi, nhưng mà giờ lại chắc không, chắc thành công á. Không, hôm bữa mình thiếu bốn cái đèn cày. Bự thức mình thiếu gì đủ thứ hết trơn à. Thiếu bốn cây đèn cày mà hỏi không dứt khoát rõ ràng. Ok, vậy bây giờ để tao. Rồi, ok, rồi. Yeah. Chơi đi. Charlie, Charlie, hãy đến chơi với tôi. Charlie, Charlie, hãy đến đây chơi với tôi. Charlie, Charlie, hãy đến đây chơi với tôi. Không biết có khi nào bị fail như đợt trước không ta. Tao thấy trên kia. Charlie, Charlie, bạn có ở đây không?
Charlie, Charlie, bạn có ở đây không? Một đó. Lên gió kìa. Chết mẹ, nó nhà nghèo quá. Một có, 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 có. Đây là chiếc cũ. Đây là. Không, để luôn, để luôn, để luôn. Ủa nhưng mà cái video đó sao? Tôi nhớ là để lại lần để lại chứ. Bây giờ mình cứ để thử cái này xong rồi. Rồi được rồi, thử cái này. Nhìn vậy nó có thể chào chứ không? Thì họ dứt khoát nha. Tôi có thể chơi với bạn không? Charlie, Charlie, chúng ta có thể chơi với nhau không? Nó không sao. Từ từ để tao. Nó không hả? Nó không muốn chơi hả? Nó không muốn chơi nhưng mà mình nhiều khi mình hỏi nó sẽ trả lời. Thử để lại chỗ cũ đi. Tao thấy đặt cái đó nó mới nó sẽ dễ trả lời hơn đúng không? Đúng rồi, cũng có thể vậy. Charlie, Charlie, bạn có phải là linh hồn tốt không? Linh hồn tốt cho mình chơi được. Chứ nãy giờ không tốt, bây giờ giết tụi mình rồi. Ê, vậy là mày thử hỏi coi nó có tồn tại ở cái vùng nào? Gì vậy? Đâu phải không gió gì vậy? Gió lên dữ vậy. Bây giờ nè hỏi thử coi nếu mà tồn tại thì Charlie, Charlie, nếu bạn tồn tại, bạn có thể cho tôi một tín hiệu được không? Xin nghe vậy bạn. Ta thấy gió lên là một cái tín hiệu á. Không hả? Không hả? Tại sao không? Vậy là nó muốn gặp tụi mình hả? Không biết. Dạ. Đúng cái gì vậy? Mình tỉnh. Linh hồn tốt mà. Tốt gì mất dạy vậy? Chơi đó không? Chơi đó nghỉ. Mày nghĩ sao được, mình phải hỏi nó bây giờ nó có cho mình nghỉ hay không? Hỏi đi. Chứ nó có kiểu giống như cái này, giống như là dấu thang ở bên cái thang ở bên cái cầu cơ vậy đó. Charlie, Charlie, tôi có thể dừng cuộc chơi được không? Sợ em rè rồi. Hỏi lại gì? Charlie, Charlie, tôi có thể dừng cuộc chơi được không? Charlie. Phải nồi. Tao có lưu ai số ai là Charlie đâu. Mày nghe thử coi có gì không? Mày nghe mày mở lo ra coi. Alo. Có gì không? Alo. Tao đâu có lưu ai lưu số ai tên là Charlie đâu. Mày không lưu đúng không? Ừ. Bây giờ mày vô cái danh bạ cái gì nhật ký cuộc gọi, nhật ký cuộc gọi coi. Alo. Thôi mày tắt lẹ chứ để không nó tin lùng được cái chỗ mà nở. Tắt đi. Mày vô trong cái nhật ký cuộc gọi coi. Nè. Có không? Ơi. Không có. Tao mày đưa qua coi. Không có luôn. Phải rồi.
Thì ngôn ngữ đó. Nè em bên cái số danh bạc của tao làm gì của anh? Bây giờ giờ sao? Nó cho mình đi cuộc chơi. Nó cho mình chơi. Nó cho mình dừng rồi sao? Cái gì lăng vậy? Em biết. Cái gì kêu vậy? Hơi mèo của tao. Ở cửa sổ có cái gì kìa? Máy. Cái gì vậy? Có thấy gì đâu. Không có gì đâu. Sao bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái gì nó vậy? Vậy sao? Chết mẹ rồi. Hay tàu ghẹp á. Charlie, Charlie. Xin nó, xin. Xin hãy cho tôi dừng cuộc chơi. Cho mình thằng rồi sao? Thôi nói được không? Không được. Mày thôi nói nó đi vậy nó theo mày về tới. Bây giờ mày phải xin nó làm sao mà cho nó. Thôi bây giờ vậy nè. Rồi, xin lại không biết lại. Charlie. Charlie, xin hãy cho tôi dừng cuộc chơi. Charlie, xin cho tụi con dừng cuộc chơi. Ê, nó sắp cho mình dừng rồi hả? Có cho không? Chắc cho rồi đó. Charlie. Xin hãy cho con dừng cuộc chơi. Má thì sợ quá hay. Ghê quá vậy. Rồi nó im luôn rồi, nó không nói năng gì vậy. Nó tác động được tới cái này chứ. Ghê quá. Cháy máu rồi, con cháy à. Phải chết mẹ giờ sao để sao ba đúng rồi chết. Bây giờ là Charlie tôi sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Mở điện lên. Xuống kìa. Cái này tôi thấy là cái gì vậy? Được rồi. Cái nhà này. Tôi nghĩ chắc chắn cái nhà này là có cái điều gì đó. Giờ bữa mình ra mình làm một cái khác. Mình ở bên phòng cơm mình hỏi đi. Lúc xong mình ra đây mình cầm cơm mình hỏi. Okay. Cái này nó chỉ có không thôi, còn cầu cơ mình không mình sẽ biết được cái câu trả lời. Má thất tiền. Khen chơi. Hèn chi cái ông chủ nhà ông cho mình mướn với cái giá cực rẻ. Đậu mé ông. Cái thùng này làm gì ta? Không thấy ghê của bạn thùng đó. Má làm tao nhớ lại tới cái gì mà. Mày báo không? Cái gì rồi, mà ở Bình Dương phải không? Cái gì? Lấy xi măng gì đó. Bê tông. Thôi được rồi. Thôi bây giờ nhóm của tụi mình xin kết thúc video tại đây. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn.